Rồi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng một cái phần mềm để thay đổi chức năng của bàn phím. Ví dụ như bây giờ chúng ta lên mạng, chúng ta tìm cái phần mềm gọi là sắp cây, chúng ta tìm, chúng ta nhấn Enter. Và khi chúng ta nhấn Enter thì chúng ta sẽ vào cái mục download này, chúng ta sẽ tải cái phần mềm đó về. Rồi, sau khi tải phần mềm đó về thì chúng ta sẽ vào trong cái download này, chúng ta sẽ bật lên và chúng ta sẽ cài vào. Đó. Rồi cái việc cài này thì rất là dễ, chúng ta bấm nét thôi. Rồi sau khi cài xong thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta sẽ đánh chữ là sát cây. Đó, chúng ta để ý nhìn kỹ cái chữ này. Rồi chúng ta bật lên. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Thật ra ở đây mình đã có làm một chức năng là mình đã thay đổi cái phím shift bên phải thành cái phím Enter. Rồi mọi người có thể nhìn ở đây, ví dụ mình đang nhấn phím Enter thì nó xuống rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn thay đổi phím Shift là Enter luôn. Ở đây chúng ta thấy là mình đang nhấn phím Enter và nó cũng đi xuống đó. Rồi còn ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thay đổi phím Delete thành đến Shift trái, nghĩa là chúng ta bấm Shift bên trái thì nó sẽ thay phím Delete. Thì lưu ý chúng ta đầu tiên chúng ta bấm S, ở đây chúng ta sẽ tìm phím Delete. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm biến sheet bên trái trước. Ta tìm nha, sheet trái, tại vì muốn thay cái sheet trái. Rồi, ở đây chúng ta thấy là sheet trái đây. Mình bấm vào đây. Đó, bấm sheet trái. Đó, ta thấy là sheet trái. Ok. Rồi, bên đây mình sẽ tìm cái phím delete. Đánh delete đi. Đó. Mình sẽ nhé. Nghĩa là mình có thể nhấn phím delete luôn, mình bấm vô cái này và nhấn phím delete. Rồi, sau đó nhấn ok. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy ở đây là mình đã thay cái phím shift bên bên trái bằng cái mình đã thay cái phím delete này bằng cái phím shift bên trái. Rồi, lưu ý khi mình làm xong cái này á thì nó chưa chưa được đâu. Chúng ta phải bấm vô cái mục này. Đó, và bấm ok. Và sau đó chúng ta phải khởi động máy lại thì nó mới có hiệu lực. Lưu ý chúng ta khởi động máy lại thì mới có hiệu lực nha. Nếu mà chúng ta làm tới đây xong thì chưa có được đâu. Rồi sau này nếu mà chúng ta không thích nữa, chúng ta muốn xóa thì ở đây chúng ta bấm xóa thì nó sẽ xóa cái này và trở lại bình bình thường. Đó. Rồi đó là cái cách mình hướng dẫn cách thay đổi chức năng phím bằng cái phần mềm SketchUp này. Rồi mình xin kết thúc cái video này đây.